Một người chết, hai người bị thương là hậu quả của vụ tai nạn giao thông đau lòng xảy ra ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vào lúc rạng sáng ngày 10 tháng 9 năm 2021. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 40 phút sáng cùng ngày, xe tải do tài xế Nguyễn Thế Hoan, 24 tuổi, chở theo nam thanh niên tên Tuấn cùng ở tỉnh Lâm Đồng lưu thông trên đường quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Tây Ninh đi tỉnh Đắk Nông. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường quốc lộ 14 và đường Hùng Vương thuộc khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài thì gặp xe tải do tài xế Văn Công Toán, 38 tuổi điều khiển, chở theo người đàn ông tên Hùng cùng ở tỉnh Đắk Lắk lưu thông trên đường Hùng Vương hướng từ quảng trường 23 tháng 3 đi ngã ba đường Hùng Vương giao nhau với đường DT741. Do bất ngờ, tài xế Hoan không kịp xử lý và xảy ra va chạm mạnh với xe tải do tài xế Toán lái. Cú va chạm mạnh khiến phần kính xe tải bị bể nát, tài xế Hoan bị văng ra khỏi xe, rơi xuống đường. Xe tải tiếp tục lao về phía trước và chỉ chịu dừng lại khi tông sập bức tường rào của một tòa nhà bên đường. Chiếc xe tải còn lại sau cú va chạm cũng bị quay ngược lao về phía quảng trường 23 tháng 3. Tông vào trụ đèn tín hiệu giao thông trên đường quốc lộ 14 mới chịu dừng lại. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng tài xế Hoan đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Tài xế Văn Công Toán và nam thanh niên tên Tuấn cùng bị thương. Sau tai nạn, hai xe tải cùng bị hư hỏng nặng, bức tường rào của một tòa nhà bên đường bị đổ sập hoàn toàn. Hiện vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.